Mình và hôm nay mình sẽ đi một grab một công thức rất là kỳ bí. Các bạn nhìn nhé, cái đề thì mình sẽ bỏ một đôi ổng và mình sẽ cho nước xung quanh, thì các bạn thấy nó kêu nhé, thì nó sẽ ra một cái ổng chân lạnh. Các bạn có thể thấy tương tự thì mấy cái này cũng có thể grab được. Các bạn có thể nghe tiếng cái đai bị vỡ nhé. Đây là chân lạnh. Mình sẽ grab tiếp từng cái. Nhùm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm công thức grab cho riêng các bạn nhé. Như thế này. Thì chúng ta bắt đầu thôi. Thì đây là các đồ các bạn cần có. Khối thạch anh, máy phân phát, khối điều khiển, comment block đó các bạn, và cô redstone, mạch so sánh redstone. Thì chúng ta bắt đầu làm là đây là cái lệnh của nó, cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ làm theo mình nhé. Tạo một cái sàn, thì mình sẽ đặt một cái đe hướng trên, hướng phía trên. Bây giờ các bạn tiến hành làm như thế này. Đây, các bạn bỏ có thức ăn đây, có nào cũng được. Các bạn fill nó. Các bạn xem đây là tọa độ bao nhiêu nhá. Tọa độ của mình là 588, 5252. Tọa độ bên này là 585. Rồi các bạn ghi lại fill. Các bạn copy cái tọa độ này. Rồi cái tọa độ thứ hai các bạn cũng dán vào đây. Sao chép cái này? Nhầm. Các bạn ghi redstone block các bạn. Đây. Các bạn sao chép cái này, dán lên đây. Còn lệnh như này các bạn chỉ cần thay đổi redstone block bằng IR là không khí. Đập cái này, các bạn đặt khối đá đỏ trên đây. Là nó sẽ thành như thế này. Các bạn muốn dài thêm thì các bạn chỉ cần đưa địa chỉ nó tới đây và sao chép tới đây là được nha các bạn. Tiếp theo các bạn đặt khối command block ở đây, đặt khối thạch anh như thế này và đặt cái mặt so sánh redstone ở đây. Đặt thêm một cái block như thế này nữa. Đấy. Thì các bạn sẽ thành như thế này. Các bạn đặt mấy phân phát hướng lên trên nhé. Theo hướng các bạn hồi nãy đặt như thế kia. Các bạn dán lệnh này vào.
Đây lệnh này test for block. Rồi các bạn lấy tọa độ của cái này nhá. Các bạn dán vô đây. Sao chép và cũng dán cái bên này tương tự nhé. Thì nó sẽ sáng lên như thế này. Khi các bạn bỏ item gì vô đây nó sẽ ngừng. Và dán lên tiếp theo vô này. Thì các bạn, mình sẽ để các câu lệnh này ở dưới phần description. Câu lệnh thì như thế này. Cái bên thứ hai các bạn cũng dán như thế nhé. Còn câu lệnh cuối cùng ở cái comment này thì các bạn làm như thế này. Bắt cái lệnh này vào bảng điều khiển. Thấy XYZ thành bằng cái tọa độ này nhé các bạn. Đây. 4 chứ. 551. Cái này là 80. Bắt lên đây. Ê. What the fuck? Bắt tọa độ lên đây. Sao chép cái này. Dán lên đây. Đấy thì các bạn đã xong. Nhiệm vụ cuối cùng là bỏ cái cần grab. Thì mình muốn chế tạo sữa thì mình sẽ làm như sau. Lấy cái xô bỏ bóng tuyết nha. Đây. Và thứ sẽ chế tạo thành là sữa. Thì mình sẽ test thử một cái xô và một quả bóng tuyết. Mình sẽ test thử. Cái xô bỏ dưới và bóng tuyết bỏ trên. Như các bạn đã thấy thì nó sẽ thành một xô sữa. Thì cái thứ hai các bạn cũng làm tương tự. Các bạn muốn cái này là cái đầu vào, cái này là đầu ra. Mình sẽ làm theo chính. Đâu rồi ta? Đây. Sẽ bỏ cái này vào một cái hộp quạt cho nó bựa bựa tí. Thì nó sẽ ra thịt chín. Mình sẽ làm thử xem có thể thành công không. Cái này thì các bạn đã thấy thành thịt heo chín rất là bựa. Thì nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, subscribe và đăng ký cho kênh mình nhé. Và nhớ ủng hộ kênh của Chris Kênh Tổng Hợp, đó chính là thằng bạn của mình nhé. Bye bye. Bye bye.